đó là các cái loại rau củ quả chiên giòn các bạn nhé. Đấy là loại bột chuyên dùng để chiên rau củ quả. Loại này rất là tiền, chỉ cần mình cho nước vào phá, mình quậy để quậy nhanh, nhưng mà thực ra cái này phải quậy chậm chậm các bạn nhé. Mình nêm chút muối nó thấy chút sụp, nó cũng có đầy đủ rồi đó. Mình muốn ăn đậm hơn thì mình cho vào một chút nhé. Đây là loại dầu mà mình rất là thích, dầu ô liu các bạn. Bật bếp cho nóng chảo cho sôi dầu, trong lúc đó mình sẽ chuẩn bị đã được rồi cho vào. Đầu tiên là mình sẽ chiên nấm các bạn đó. Theo là cà rốt, ớt và ngọn lá rau ư đó. Tên tên xong rồi, mời các bạn cùng mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn các loại rau củ quả chiên. Đây là lá tía tô chiên các bạn. Quả ớt, ớt xanh. Ở Nhật cả cái loài rau củ quả chiên này nổi tiếng các bạn, gọi là tempura. Còn mình đã nhận được cái lịch tiêm bác sĩ và đã xác nhận lại các bạn. Được rồi, chắc chắn mình sẽ tham gia đấy. Đó. Thì bây giờ chỉ đợi đến ngày hôm đấy rồi đi tiêm. Công ty mình thì ai mà tiêm thì đều được nghỉ 2 ngày các bạn ạ. Chúng được tiêm vaccine thì mình yên tâm hơn các bạn. Tại là mình còn đi về về đi các kiểu ấy, nên tiêm càng sớm càng tốt rồi. Đây là ư đố các bạn. Lại này mình chỉ lấy phần ngon phía trên thôi các bạn.
thân của nó ở dưới nó dạng thân gỗ ấy, nên nó cứng.
nặng mắt chưa ta kế? Trường hợp đó, trường hợp nặng. Bịt quất vậy này vải. Giờ đang con nắm quả vải các bạn ạ. Cái lúc mình múa là bá hộp, con có bá hộp nữa, nên là mình lại cả bá. À, nhưng mà từ cái lúc múa đến về lúc này phải mọi người hết. Giờ con mình đụng con nắm quả. Sau 5 năm thì được ăn nắm quả vải nha các bạn. Nhìn ngon vẹt quá, không bị sâu đâu. Thơm. Nhưng phải đây nó ghế của Trung Quốc các bạn ạ. Một hộp như thế này, một hộp như thế này là 500 yên là 100.000, khoảng 100.000 tiền Việt Nam. 100.000 tiền Việt Nam thì được 9 quả. Vì chỉ là hơn 10.000 một quả, quả vải đấy các bạn. Được cái ngon. Ngọt. Giống vải thiêu của Bắc Giang các bạn. À không phải à, thì vải tưới sau 5 năm mới được ăn. Con vải đống lành ấy, thì cái đợt mình xuống Ai Chí, xuống giữa em gái ấy, đi ăn ở thịt nướng, quán thịt nướng có vải đống lành. Đống lành thì không được ngon bằng vải này không? Rất là ngon. Đã tiền. Nhưng được tươi lại nó hiểu hiểu. Chứ à thế là đứa hạt này là trong nhỉ. Phải ngon lắm. Ngọt ngọt tí tí. Vải giống quả vải giá trị, hơi đắt tiền giá trị. Con này là vịt quất. Ăn vải xong ăn vịt quất với chua các bạn ạ. Vịt quất thì chỉ nó cũng ngọt nhưng mà nhưng hơi chút chua. Khó với vải nó chua, giờ ăn lại cái này nó chua. Đáng lẽ lúc nãy ăn vịt quất trước cái mình ăn vải. Chúc các bạn ngủ ngon nha.